bà cô chú thương tình cho đủ tiền thì cho nó lót được chút đỉnh gạch tàu gạch À, nón lập nghiệp tháp gì sẽ làm cầu đó. nối. Cầu nối cho quý ông bà cô chú đổ ngã hết trơn mà chờ cất nhà mà không kịp nữa, nhà sập luôn. Nhà sập luôn bây giờ bây giờ bỏ qua một bên ở ở đậu. Đây cái chú này làm kênh YouTube nè, tao dắt vô đây đem ra có giới thiệu gì xin xỏ thì Này tao cũng làm đó. ra anh Dũng anh giới thiệu là chuẩn bị xét cho anh cái nhà đó. Này cũng đến đây để quay tình hình thực tế của anh thế nào. Rồi anh bị sao bị vậy lên anh tên gì? Tên Giàu Gì Giàu? Nguyễn Giàu Nguyễn Giàu á. Ở đây là kêu bằng ấp xã gì á? xã Thành A Xã xã cái Tân Thành A hả? Tân Anh xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng hả? cái mình Ấp Cả Cái hả? Dạ. Quý bà cô chú nào thấy hoàn cảnh này có xem xét được thì ủng hộ cho ảnh nha quý bà cô chú. Đây mình mới vừa tới là ảnh đi về đây mình thấy rất là ngạc nhiên những cái hoàn cảnh mà anh Dũng xét hỗ trợ đó thì toàn là những người gặp khó khăn không à quý vị quý bà cô chú ơi. Nay lập nghiệp cũng đến đây để chia sẻ những hoàn cảnh thế này có được nhà hảo tâm nào giúp đỡ cho anh được phần nào hay không, mong các quý bà cô chú nhiệt tình ủng hộ. Nhà nhà anh chỗ nào? Là cái nền đó đó hả? Đây là cái nhà mà có cột không quý vị ơi, cột dở dang chứ. Ủa nhà anh dở nào mà không có hả? Là chờ hết nổi đó hả? Dở chờ đừng cất ha. Giờ mình đủ tiền cất chưa? Rồi, cây anh Dũng hỗ trợ anh Dũng. Nó cây rồi giờ còn tiền ton hả? Ton anh được mớ nào chưa? Nhìn cũ không hả? Giờ muốn có tin mới thì anh nhờ bà con ủng hộ được không? Con dắt là chưa có tấm nào hết trơn. Giờ mình khoảng nhiêu tiền mình nó được cái máy máy ấm cho ảnh anh Dũng? Tiền ton dừng với lợp luôn là khoảng 15 triệu. Hơn Mà 15 bây triệu. giờ mà bây giờ là chú lo được 7-8 triệu rồi. À. Còn Vậy. thiếu phần nữa đó, Rồi còn thiếu còn phần phần nữa nữa thì đó. còn thiếu phần nữa đó ha. Còn Thì thiếu phần nữa giờ đó bà cũng con quý bà cô tận chú dụng ơi. ba cái ton cũ dừng lại đây mà không biết sao còn xài được không ấy nữa ha. Cũng Còn cái ít nào hơn nữa. giờ cũng em lên em quay em chia sẻ lên rồi chứ nếu mà được quý bà cô chú là thương tình nhà của anh thì ủng hộ thêm để ảnh cho sẵn được cái ngôi nhà đẹp luôn. Hoàn cảnh sống anh sao? Có mặn gì được đâu mà có tiền. Này là vợ anh hả? Mặn không được bữa không. Rồi chị làm nghề gì? Cái lúa mướn. Cái lúa mướn hả? Vậy cấy được 5-10 bữa nữa tháng thì cũng gầu. Vậy cấy được có mấy ngày vậy? Dân dưới quê là đi cái lúa mướn rồi chưa? Có mùa nước thì nó xuống xuồng nó giăng lưới được chứ. Dân lưới được hả? Còn khô ở trên bờ thì Có chạy thì thôi ai chạy lợi nó. nước không có nước thì gầu luôn. Vậy là xuống nước giăng lưới được sao? Ngồi Đâu có ngậu xuồng trên xuồng nó ha. Chà cũng khó khăn ha. Giăng cũng đâu có lợi ai đâu. Cá mắm cỡ này nó kiếm cá đồ ăn rồi dư chút đỉnh thì bán. Không Cô là sao hàng xóm hay là sao mẹ hả? Dạ. Cô chắc cũng khó khăn cái gì mà không giúp được ảnh cái nhà nữa hả? Tôi cũng bị ăn cướp nó giật nó lấy hết trơn đất cát rồi tôi giờ còn cái nhà nó không Hả? lành nữa cơ Dạ. chứ Nói nó chung dễ là ai cũng muốn cho con cái mình có cái mái nhà ấm nè áp. ấy là nói là ưu tiên cái này đó mà giờ mình không có lấy gì giúp Dạ. Bởi vậy những hoàn cảnh mà Lập Nghiệp bởi vậy Tháp đưa lên là những hoàn cảnh gặp chuyên là khó khăn. thì bởi vậy chứ nó là ưu Để tiên cái này chứ mà như có tiền thì cũng lo cho nó trước có thể chứ đâu Dạ. có ấy đâu. Chứ có hai chồng có con cái gì không hay là có đứa cũng đương ra 14 tuổi rồi. Giờ 14 tuổi hả? Cũng đi học ha. Đi học Còn 14 nó tuổi đâu thì mấy chú mấy cô nó lo cho.
đâu thì hay tới đó. Thì cả lo cho nó tới đâu thì nó tới đâu tính tới đó chú ơi, chứ giờ không dạ. Bỏ cho nó vô. Đây là mấy cây anh dở ra nè. Được lóng cây này chuẩn bị xẻ vậy nè, phải không? Còn thiết dừng dắt đợi đó. Ừ, thiết. Rồi ba thiết này mà dừng lại thành cái mấy nhà là sao? Nó bạch nó trơn rồi, nếu mà không được thì chắc cũng phải dừng lại vậy quá. Hoàn cảnh thật là neo đơn nữa quý vị, quý bà cô chú ơi. Nhà to này mà dừng lại thì cái nhà chắc cũng không có đẹp. Cái chân anh bị sao mà tình hình này vậy anh? Đầu đó nó bị sốt sao điện, nó liệt hết trơn luôn á chú. Nó dạ. Mình mẩy đầu cổ hết trơn á. Mà nghèo cũng gì đó đó. Thì số phận rồi. Số phận. Trời ơi, thuốc men dữ dằn lắm. Bán nhà, bán cửa cũng gì đó. Dạ. Cái nhà này cũng được nhà nước hỗ trợ rất là lâu rồi quý bà cô chú ơi. Giờ nhà nước không có hỗ trợ kịp, còn lo nhiều việc khác. Cho nên mới nói anh Dũng là sẽ sửa lại căn nhà này. Nói sao cái nền nhà này có sẵn rồi, chủ yếu thiếu tiền ton nè. Ở đằng kia là cái đường mà nãy mình vừa đi vô ra quý bà cô chú, nó sình không à. Mưa rồi hôm nó cái mấy cái đường bánh xe nó ướt. Giờ anh quyết định mình cắt đi cho ảnh ha anh Dũng. Dạ. Giờ anh quyết định cắt ha. Giờ được nữa cái nhà quý bà cô chú ơi, giờ thiếu tiền ton là khoảng 7-8 triệu nữa là được. Cũng mong quý vị quý bà cô bác thương tình giúp đỡ cho ảnh có một cái nhà ấm áp hơn quý bà cô chú ơi. Thì cũng mong quý bà cô chú trên cộng đồng sẽ giúp đỡ anh. Dạ. Cũng hy vọng là sẽ được còn nửa cái nhà còn lại cho nó lành lặn luôn. Dạ. Thôi thì cũng ráng chờ nha, sau khi đăng clip lên lên thì quý bà cô chú nào có hảo tâm thì sẽ giúp đỡ anh, thì lập nghiệp tháp sẽ chuyển cho anh, còn nếu không có thì thôi nha. Dạ. Vậy đi thôi, mình cũng xin dừng clip và hẹn vào lúc cất nhà cho anh. Dạ. Để được có mấy nhà ấm áp hơn. Xin chào nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Nhà quy cách mình cất sao cho anh hả? Mới kết chứ không thành. Mới kết hả? Ừ. Ở sau này là mình làm dán hả? Dán sau khúc sau mình dán. Ở trước này thì có nền sẵn rồi. Nữa thí dụ như tráng xi măng ở đỡ. Ừ. Nhưng mà quý ông bà cô chú thương tình cho đủ tiền thì cho nó lót được chút đỉnh gạch tàu gạch bông gì đó. Ừ. Giờ cây mấy cây này là có chuẩn bị sẵn rồi. Giờ chỉ còn thiếu cái nửa tiền ton nữa, nửa tiền ton với cái nền á. Nửa tiền ton với nền, nếu được nhiều thì mình sẽ gói ghém mình lót gạch hoặc là tráng xi măng ha. Ừ. Tráng xi măng ở. Đủ tiền lót gạch thì lót gạch, không đủ thì tráng xi măng ở. Dạ. Chứ không thôi gì là ở nhà đất nè. Cả đi, nếu mà được cộng đồng anh em và con cô bác gần xa người ta ủng hộ thì sẽ tốt hơn. Lập nghiệp tháp chia sẻ vậy thôi nghe quý bà cô chú, chỉ mong sự đóng góp của quý bà cô chú thôi. Lập nghiệp tháp sẽ làm cầu nối cho quý bà cô chú tích chút ức cho công đức, sẽ có ít ly cà phê buổi sáng là sẽ được máy ấm cho người neo đơn quý bà cô chú ơi. Cây đã đổ ngã ở trơn mà chờ cất nhà mà không kịp nữa, nhà sập luôn bây giờ phải dỡ bỏ qua bên ở đậu. Những cây này nếu mà không đủ tiền ton là mấy cái ton cũ này sẽ dừng lại luôn.
to này nó hư hết trơn rồi, nếu mà không có tiền ton mới là chắc phải lấy lại dừng nó quyến bà của chú.